Ok, như vậy chúng ta đã có được diễn biến của game đấu thứ 300 buổi chiều ngày hôm nay. Vừa vào trận đấu thôi, chúng ta đã thấy công tướng solo được diễn ra rồi. Và player số 14 này khả năng sẽ phải nằm lại. Như vậy là ba trận đấu vừa qua thì player này đang sử dụng cho mình ba vị tướng khác nhau. Một tướng đúng, một đang cố gắng đá Silent và sau đó một tướng combo đối phương. Dồn đối phương vào góc nhưng lượng đam vẫn là chưa đủ. Một đòn đánh thường nữa thôi thì một trong hai người sẽ phải nằm xuống. Cố gắng chém cho mình cái kim ký nhưng bên kia thì sẽ là đúng phát đã lao vào một đường đá bóng không được chính xác và chúng ta xem nào ai sẽ là người thắng lợi đây. Những tình huống quật rất chính xác và player số 14 này vẫn là một cái gì đó rất khác biệt trong ngày trận đấu hôm nay. Rất nhiệt giai đoạn đầu trận vào, chúng ta đã thấy băm nhau tóe lửa rồi và thanh niên số 14 thì tiếp tục gây được cái điểm nhấn. Tôi nhớ là trận thi đấu đầu tiên anh ta sử dụng con bài vô chuẩn cực kỳ nhuyễn và có cho mình số được điểm kill lớn. Ở đây thì hiện tại có một pha ba player đang hỗn chiến với nhau nhưng đã tạm thời tách ra rồi, nhưng hiện tại thì vẫn đang là cố gắng trêu đến từ con bài bão cát này. Khó để cho bão cát có thể dồn đam chết sốc được một vị tướng như là Cố Thanh Hàn. Và thiền thì giống như những game đấu trước, chúng ta thấy rằng khi mà giai đoạn đầu trận đấu có được cho mình có hòa bị ngàn thì các player họ đang có một tướng giao tranh, một tướng 2 đánh 1 như thế này thì thôi xong rồi. Player số 4 này khả năng sẽ phải nằm lại mà thôi. Vẫn một tốc độ được đẩy lên cực kỳ nhanh. Tướng đặt bóng nước nó không được chính xác cho lắm từ vị trí của CC. Nhưng đây đang có cho mình đó là một cây thương tím nha. Một lượng sát thương nó sẽ tạo ra rất lớn. Lượng đồ giai đoạn đầu trận mà đã tím hết cả người như thế này rồi thì xiên cây thương tím là đau này. Nhưng mà vô trần đã sử dụng cho mình cái chiêu cuối để té. Và bây giờ thì hãy cùng chờ xem lật kèo, không phải lật kèo đây, player số 15 tới với cái việc là phía bên kia player số 7 sau khi mà giao tranh cũng đã mất đi lượng giáp đã tạm thời lùi ra. Trang Du tiếp tục có cho mình một điểm kill. Trang Du cũng là một cái tên rất đáng chú ý trong ngày thi đấu hôm nay. Với con bài Cố Thanh Hàn sử dụng là dâu vô cùng mượt mà. Vẫn là một diễn biến mà hiện tại chúng ta thấy rằng khu vực bên này, wow, vị trí Casio đang có một tình huống hồi giáp, một tình huống sử dụng cho mình cái hàng băng sau khi đánh được đối phương và một đòn đánh thương sử dụng cây cung bắn hợp lý và bây giờ sẽ là một lợi thế bật cho mình ultimate để cố gắng allow vào đối phương rồi. Khả năng cao thì đây sẽ là một điểm số, một tình đóng bằng thành công và một đòn tiên kết thúc cực kỳ đẹp mắt. Nhưng sau đó thì có thêm một player xuất hiện và tiếp tục một tình đóng bằng thành công với một tình đánh cực khó chịu từ vị trí Hoa Quỳ. Một tôi đúng dừng bão cát lên tốt này. Rất may là có cái bão cát nha, nhưng mà không, vừa nói rất may xong thì có một ông một ông thò ngay đầu vào với bài Badakui định lấy cái mạng vừa rồi, một pha tính là sẽ liếm hàng ấy nhưng mà không được. Hiện tại chúng ta vẫn đang ở trong cuộc rượt đuổi với một con hàng mà đang thấp máu như thế kia thì chắc chắn là ai cũng sẽ muốn có một phát chém rất ngọt với cây katana. Như vậy đã có kill dành cho player truy đuổi vừa rồi. Chúng ta thấy rằng xử lý từ chiêu HQ đang rất chất lượng và có được cho mình những cái điểm số rồi. Hiện tại thì player số 11 này chủ động lao vào với một cây đao. Trúng sử dụng bom bóng nước nó không được chính xác. Quyết định sử dụng cho mình cây pistol. Vẫn là những trúng cố gắng áp đặt đối phương vào những góc rất khó chịu. Ở bên kia thì HQ đang cố gắng trả đam với những cái mũi tên của mình cũng rất đanh đá. Nhưng mặc dù hiện tại thì cái lượng giáp nó không còn nữa rồi. Và khu vực bên này có thêm một người xuất hiện nữa, vị trí CC. Một tướng đặt bóng nước không chính xác. Và hiện tại thì vị trí HQ vẫn đang có một tướng bỏ chạy được thành công. Với cá nhân tôi thấy rõ thì ở trong ngày thi đấu thứ hai ở vòng bảng solo này ở giải đấu Koi Cup, các tuyển thủ họ đã thi đấu cởi mở hơn và có phần nào đó đúng với tính chất là so much giao lưu và dã nhau căng thẳng hơn. Ngày hôm qua thì tôi thấy ở bảng ngày hôm qua các player họ khá toan tính và đánh tương đối chậm. Ngày hôm nay thì kiểu dạng như là ngày hội toàn dân bem nhau vậy. Đi đâu thấy combat ở đây là đang là một tình huống mà ui vụt côn hai stack nó vụt cho kết hợp cùng với bóng nước. Trời ơi, hảo combo vừa rồi, đúng là hảo combo kết hợp với Vandakui đánh cho đối phương không thở được. Mạng là rõ và thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy giai đoạn đầu thôi mà giao tranh thậm chí là đã có ông phải nằm xuống mãi mãi ra đi rồi, không còn hồi sinh nữa, chết hai lần thì lấy đâu ra hồi sinh nữa đây. Trong khi đó thì vị trí của Siang Nai vẫn đang là một pha cố gắng bắt bớ vào player số 12.
trên người player số 12 còn hồi sinh hay không thì tôi không rõ. Nhưng ở đây thì Siang Nai của CPG vẫn đang còn hồi sinh nha, nên là rất tự tin trong tình huống truy đuổi. Vẫn là những cái góc mà Siang Nai là người có được mạng. Và player số 12 đã phải nằm xuống rồi, còn bên này HQ tiếp tục phải đối đầu. Và chúng ta xem nào, player số 14 này là một trong những player có kỹ năng rất tốt, tụi hết tung đến hai người. Xem, lửa hàng. Và như vậy là một tướng chính xác khi mà khiến cho cả hai player đều mất cho mình đi những lượng mẫu. Và chúng ta thấy rằng tình huống giao tranh vừa rồi đã có hai người đã phải nằm lại rồi. Vẫn là một cái tốc độ mà chúng ta được đẩy lên rất nhanh xung quanh của Celestia. Bên này thì Giao Anh cũng là một trong những player có khả năng trốn chạy rất hay. Một tình huống mà cố gắng parry nhưng không được thành công và bị đối phương đánh cho mình. Chính xác hơn đó là ăn một cho mình một mũi tên. Thời điểm hiện tại thì giao tranh nó vẫn chưa ngớt, tự lao vào đấm luôn này. Không có hồi sinh nhưng nó rất tự tin đến từ tay chơi số 10. Lượng đồ trên người thì có lẽ các bạn nhìn cũng tự đánh giá được. Nó là nghèo với cây côn trắng giáp xanh mà thôi. Lượng trang bị hồi máu thì là 4 cái quả nhỏ cấp 1. Lượng giáp thì chỉ có 2 cái quả hồi giáp mà thôi. Ở đây thì vị trí ở Giao An đang cầm cây canon trắng. Thôi ông cầm cái gì khác đi, cầm canon trắng bắt xuống dưới này thì khác gì mũi đốt inox đâu. Một cái khai nhãn của Viperning bật ra, nó mang cái xu hướng nữa là giải tỏa một chút sức ép khỏi cái đám đông này thôi. Nhưng hiện tại hai người sẽ quay trở lại để bắt con Viperning này. Viperning mà hết silent, hết khai nhãn thì lấy đâu ra cái cửa để mà chạy đây khi mà có tới hai player cùng đu bám vào. Chắc chắn là khả năng Viperning nằm xuống tôi đoán là cao. Một cái góc mà hiện tại trên này thì chiếu Kia Xiao cũng đang có mặt. Và đó là một điểm dễ dàng cho Kia Xiao. Tiếp tục sẵn tủ một diễn ra. Khi mà player thấp máu đã phải nằm xuống rồi thì cuộc chiến diễn ra giữa hai player vừa rồi có những màn phối hợp vẫn làm tướng chọt rất khó chịu từ vị trí của Zhao. Và bên này thì Kia Xiao đang liên tục múa xung quanh khu vực nhà và đối phương đã có một tướng cố gắng áp sát rồi. Hai ông này còn hết hồi sinh. Nhưng mà đánh rất đam mê. Thế chúng ta thấy khác hẳn so với ngày hôm qua. Kiểu như này, ngày hôm qua là mấy ông cứ đứng lườm nhau thôi, không chịu vào đâu. Nhưng ngày hôm nay hết rồi. Nào, cái góc nhà vừa rồi là cái góc mà tôi chơi game rất hay bị kẹt ở những tình huống kiểu trèo lên. Các bạn thấy không? Để kể cả là ngay các pro player nhiều khi là cũng hơi gọi là lóng ngóng những pha trèo tường vượt vách như vậy. Ở đây đang là một tình huống PK giữa Takagi và Vô Trần. Takagi vừa rồi có pha xoay đại đao là đau, nhưng phía bên kia Vô Trần hồi lại cái lượng giáp cũng là rất nhanh với cái F3 của mình. Đang gồng một bổ thôi, kết hợp cùng với piston kịp hay không? Như vậy là chưa kịp rồi. Lại còn ăn cái lửa Takagi. Thôi, chạy được không? Player số 4 vẫn đang cố dẫy. Nếu như đây không phải là Vandakui mà là Takagi thì tôi tin là cái con Vô Trần kia nó đã nằm xuống rồi. Lại được ông Takagi này kiểu ông số 11 này chắc tí nữa là quay sang đi chém cái con Takagi này đến chết mất. Nào, cay thực sự luôn. Nếu như tôi là ông số 11 này chơi game thì tôi cũng sẽ rất cay cái ông chơi Takagi này đây. Thực sự con hàng đến mồm rồi còn không ăn được, liên tục bị móc dây vào và cản trở đi những tình huống đeo bám đối phương. Và bên này thì vị trí CC đang có cho mình đó là một cái liên hoa tím nha. Nhưng hiện tại chỉ có giáp xanh cùng với là vũ khí xanh mà thôi. Siang Nai tiếp tục phải đối đầu với KCL. KCL lần này là người đã phải nằm lại rồi. Vừa rồi thì Giang An đã có một cái bao tì gắn lên đầu của đối phương. Liệu có được cho mình được những cái tình huống bắt thành công hay không đây? Chỉ còn cho mình đó là 11 player mà thôi. Và khu vực bên này vẫn là một tuyến giao tranh được diễn ra. Ở bên kia thì player số 16 chỉ có cho mình đó là một cái giáp trắng. Đây sẽ là cơ hội cho player số 11 này. Họ có cơ hội kết thúc người đã khiến cho anh phải mất cho mình một chỉ số mạng ở tình huống giao tranh trước đó. Sẽ làm tụng ui một tụng phối hợp à. Ôi team up à, alo như team up anh ơi, không được rồi. Và đây chỉ có team up thôi, bởi vì cái thanh đao nước vừa rồi nó chắc chắn sẽ không đủ đam để kết thúc đối phương. Nhưng bằng một cách thần kỳ đó, có một mũi tên đi tới và nó găm thẳng vào đầu như vậy thì thôi xong rồi. Suy nghĩ một cách tích cực thì với cá nhân tôi nghĩ nó không hẳn là pha team up, nó chỉ là trùng hợp chính xác. Đang có một player thứ ba ngay gần đó, nhìn thấy một người bị khống chế bởi cái sóng thần của con Vandakui thì cứ vui tay bắn một cái mũi tên mà thôi. Và Vandakui cũng có pha timing phải gọi là tuyệt vời, kết thúc đối phương một cách không thể hoàn hảo hơn. Last hit bằng cây thương nước
và ngay lập tức có điểm hạ gục luôn. Ở đây thì Van Da Cui đang bị dí vào player số 14. Ở ngoài đấy cũng có ông được bắt cùng với cây. Ôi kìa, Trà Đam ngược trở lại có pha lật kèo được. Và đây thì Chiang Nai bên phía team CPG, player số 9 đang có cơ hội để kết thúc đi cái mạng của Van Da Cui. Ôi dồi ôi, hai người tới nhá. À, nhìn thấy rồi, sóng thần lần này. Đây đấy đấy đấy, kiểu như đã. Ôi, lên đánh ông đi luôn. Rồi, lao lên luôn nhưng mà khó khi mà Van Da Cui đang ở trong dạng gọi sóng thần như thế này thì cần phải chờ hết đã, hết sóng thần rồi xuống vị trí sang này. Đây đúng rồi, hai người bây giờ lại quay sang bắt cái con Van Da Cui này. Như vậy Van Da Cui nằm xuống luôn, mạng được tính cho player số 2 với con bài Cố Thanh Hàn. Hết chiêu cuối đến từ Cố Thanh Hàn rồi, và còn một lần phi nữa, còn một lần phi nữa đến từ Cố Thanh Hàn. Liệu sẽ có muốn PK không? Như vậy là sủi sủi rồi, quyết định sủi an toàn. Tầm này tốc độ trận đấu nó sẽ chậm lại một chút xíu nào, vì chúng ta thấy rằng chỉ còn lại 8 người mà thôi. Vừa rồi là những màn được gọi là lửa cơm gấp mắm rất hay của các player. Ai gặp bất lợi chắc chắn sẽ là đi bụi luôn, chứ không thể nào mà vùng vẫy được. Player số 11 này cũng là một trong những nạn nhân khi tình huống giao tranh ở thời điểm trước đó. Tưởng chừng sẽ có được cho mình một chỉ số mạng rồi, nhưng mà ông player số 16, người đã cản đi những tình huống mà bắt mạng của player số 11, khiến cho player này khá là khó chịu giống như anh Việt Anh nói. Khu vực bên này thì CC đang có cho mình Liên Hoa, lượng ngọc là 3 ngọc tím và 2-3 ngọc xanh. Đồ đạc thì cũng ok khi có được cho mình một cây katana tím rồi. 8 player còn lại phút thi đấu thứ 11. Rõ ràng là đã nhanh hơn rất nhiều so với ngày thi đấu trước. Còn ở đây thì đang là pha khều nhau đến từ cả hai người. Có một cây cung lửa. Và ở đây vị trí của Chiang Nai cũng đang cầm một cây cung có ngọc, và đây là một cây côn tím nữa. Chiang Nai cũng đã có được 4 kill trận thi đấu này, một số lượng kill tôi đánh giá là rất ổn nha. Với việc tại thì solo này mà có việc, cái việc mà có được nhiều kill cùng với một cái hệ số nhân tốt sẽ giúp cho các player họ sẽ có cơ hội rất lớn và nhân được cho mình một cái hệ số ở trên bảng xếp hạng. Còn khu vực ở bên này thì chúng ta chờ đợi xem nào. Sẽ là một cái góc mà vị trí của player số 11 này họ sẽ chờ đợi. Okay. Tầm này sẽ phải chờ thôi, chứ không thể nào mà cố gắng lao vào nữa. Tầm này mà bị đánh mất cho mình tầm khoảng đi 30% lượng giáp thôi, sẽ là một trong những mục tiêu bị hướng tới bởi các player khác. Họ sẽ đi lùa những người nào mà có lượng máu và giáp thấp nhất trong những pha giao tranh để cố gắng hạ gục luôn. Nhưng mà các bạn thể thấy là các player ở trong lobby này họ đều sử dụng những con bài có khả năng câu kéo combat, đánh combat lùi rất tốt, như Cố Thanh Hàn sẵn sàng đào tẩu đi với hai lần phi ở chiêu cuối, và thậm chí là tự đóng băng bản thân nữa để có thể hồi lại cái lượng giáp. Vô Trần thì với cái F3 nó sẽ ném ra 3 cái kiếm khí hồi lại 3 lần giáp lớn. Kết hợp với những cái kiếm khí đó thì nó sẽ che đi những cái lượng sát thương từ đối phương, những cái lượng sát thương tầm xa được nhồi vào, giống như là cung musket hoặc là piston hoặc là những cái chiêu thức ném lửa Takagi chẳng hạn. Bất kỳ những cái chiêu thức gì tầm xa hướng vào thì nó đều bị chắn lại bởi cái kiếm khí đó. Nó một cách dễ hiểu thì các bạn cái hình dung là cái kiếm khí đấy giống như cái tường gió vậy. Một cái tường gió của một vị tướng của một thử game khác. Và hiện tại thì cái góc bên này thì Ren vẫn đang cố gắng núp rồi, hình như thấy đối phương à. Một cái góc mà ở trên kia của High Ground có một thành viên của Team CC đang đứng ở đây, đã có cho mình trúng gồng cung rồi. Và mũi tên vừa rồi chưa được bắn thì bất ngờ bị phía sau lưng có một viên đạn lạc xuất hiện và khiến cho CC phải bỏ chạy. Và đây sẽ là một trong những mục tiêu bị hướng tới bởi các player khác ở trang đây. Một tình huống cố gắng sử dụng cho mình đọc focus nhưng vẫn chưa được gồng được trong tình huống vừa rồi. Đang có cho mình gặp Phantom Step nha. Đây là con bài Van Da Cui. Như vậy là heal lại được cho mình một cái lượng giáp rồi. Và vẫn đang là một góc mà đang bị đuổi bởi hai player còn lại. Rất khó chịu. Dù chúng ta đang thi đấu ở thứ solo nhưng chúng ta thấy rằng các player thấp máu sẽ thường là người gặp cho mình những bất lợi. Ui, và như vậy lượm thành công được cho mình một cái giáp vàng rồi. Ui, nhưng mà giáp vàng với chúng tôi này, giáp vàng với chúng tôi này, nào là tên lửa, nào là piston dã vào. Chiang Nai bắt buộc phải sử dụng cho mình cái chiêu cuối. Ôi rồi ôi, lên đây tránh vỏ dừa thì lại gặp phải vỏ dừa, vẫn là cung lửa và piston nhồi vào. Chiang Nai
với cái giáp vàng này không trụ được bao lâu nữa đâu, khi mà giáp đã bị bào hết lượng máu, chỉ còn lại cho mình khoảng tầm 1/3 thôi. Bỏ giáp vàng và thay sang giáp trắng, thay sang cả giáp xanh, hai lần thay giáp liên tục, rất nhanh tay nhưng vẫn đang bị dí. Và đây thì có cả bùa, vâng, đang đánh nhau trong bùa sang nai, cần phải cẩn thận hơn với tình huống di chuyển của mình, bị dồn vào bùa, bị giật. Và như vậy thì ok, sang nai anh ta vẫn kịp có một tình huống hồi lại lượng giáp. Ở đây thì bị chưa Chang Yu, người bị truy đuổi mới phải nằm xuống, bị bùa giật, và đó là Chang Yu nằm. Còn vị trí của Chang Nai anh ta vẫn đang còn thở nha, ít nhất đến thời điểm hiện tại vẫn đang thở được. Còn một cái ép nữa, một cái ép nữa, có ném kịp cái ép này ra để hồi thêm một khắc giáp nữa hay không? Đây, như vậy là hình như không rồi, vẫn chưa hồi lại được. Và như vậy là Chang Nai một chấm máu lần này đã phải nằm xuống thật, cái sức ép đến từ đối phương là quá lớn. Bắt đầu tốc độ trận đấu được đẩy lên rất nhanh, và vừa rồi thì chúng ta thấy rằng những tuấn giao tranh được nổ ra liên tục. Góc bên này thì vị trí của CC đang có cho mình, nó là một cây katana tím, phát hiện được một người liên tục là những đòn mini stun và bắt buộc đối phương phải sử dụng cho mình cái ultimate để lùi ra. Một thời điểm bài vô trận, còn bài vô trận ở thời điểm vừa rồi nó đã đặt trước cái chiêu cuối ở một vị trí khác và kịp thời thoát đi được. Đây chính là con bài của player số 4 đang sử dụng, tiếp tục ăn những tình huống bào máu bằng piston vô cùng khó chịu, có lẽ sẽ bị đàm và bị bám đuổi đến từ cái tên Rain. Rain vẫn đang rất nhiệt tình sóc với cây piston của mình, chưa buông tha cho đối phương, cố gắng mở góc. Còn ở đây thì Vanaku trong tay của player số 6 đang đi shopping, sẽ quay ngược trở lại vòng bo sớm thôi, vì đây sẽ là thời điểm mà vòng bo nó đốt là đau rồi, chứ không còn đơn giản như vòng 1, vòng 2 nữa. Và chỉ còn cho mình được 6 người chơi. Giống như mình đã nói rồi, thể thức solo này thì đang thi đấu ở đó chế độ Immortal World, và cái tốc độ vòng bo nó được nhân lên 1.5 lần, nên các player họ cần phải có những sự tính toán. Mặc dù lobby chỉ có 16 người thôi, trận đấu thường diễn ra từ tầm khoảng 15 đến 20 phút, và những tuyến giao tranh đầu trận đấu thì nó sẽ được diễn ra liên tục, bởi vì các player họ đều có cho mình hoa bỉ ngạn để có cơ hội sửa sai. Nhưng mà đến khi diễn ra những giai đoạn cuối như thế này, cái việc mà bạn nằm xuống sẽ là bạn đi luôn. Các player họ cần có những sự tính toán. Vị trí player số 4 này thì đang có cho mình được một ngọc vàng tấn công, một cái giáp vàng, nhưng chỉ là một cây côn xanh trên người mà thôi. Lượng phòng thủ là có, nhưng mà lượng vũ khí tấn công thì nó hơi hạn chế. Vừa rồi là một tuấn combo nhẹ nhẹ vào vị trí của Ren, mà khiến Ren mất đi toàn bộ đi những lượng giáp. Có ngọc vàng tấn công nhưng là cây côn xanh thì cũng không tối ưu được quá nhiều đam. Có lẽ là player số 4 này nên rình rập một tình huống PK nào đó giữa các player khác. Và sóc phát chết luôn vị trí của Rain. Đây, cứ rình thôi. Sau đó thì đi lút lại vũ khí của đối phương. Biết đâu lại nhặt được katana tím mà đi cùng với ngọc vàng nữa thì nó phải gọi là huyệt. Phải là tuyệt luôn. Ở đây cây đao cũng được. Đây rồi. Đao hoặc là katana tím thì sẽ rất đau. Đây, đây là một cây cùng 3 tia có lửa. Đã cùng 3 tia rồi lại còn có lửa nha. Nó sẽ rất khó chịu. Nhưng mà cái góc này của player số 2 đang trốn, nó là một cái ụ rơm, có thể che chắn được hoàn toàn những mũi tên của đối phương. Piston dã vào là đau. Vâng, hai phát sóc piston liên tục và đã phải hồi giáp rồi. Vẫn là một trong những góc mà hiện tại vị trí của HQ đang cố gắng. Chính xác ở đó, vị trí của HDUP thì đang cố gắng những tuấn bắn với những cây cung của đối phương. Vậy là kiểu đang bị hất lên rồi, những tuấn bổ với cây đại đao. Lượng đam gây ra trong tuấn vừa rồi cũng khá là tốt, khiến cho đối phương mất cho mình tầm khoảng 50% giáp. Và những thời điểm như thế này thì chúng ta thấy rằng các player ở những khu vực high ground họ sẽ cố gắng tận dụng cho mình những cái vũ khí tầm xa để thuê cấu đi những cái lượng giáp và lượng máu của đối phương. Ông này còn chắc cú hơn, đó là ngồi sau cuộc tảng đá để chờ đợi những cái sai lầm. Hoặc có các player lẻ đi lạc với cái lượng máu thấp thì chắc chắn sẽ chúng chủ động di chuyển ra để tìm kiếm cho mình những điểm số hạ gục. Tầm này ngồi rình cũng là một phương án hay, nhưng mà hiện tại tôi đang nhìn thấy ở minimap lại bị bắt rồi thì phải. Ngồi rình xong bị bớ luôn con ông số 4 này, giáp vàng với chúng tôi này. Rồi giáp vàng gặp kho lửa vàng thì chưa biết ai ăn ai nhau. Ô, kho lửa nó kho thì đừng hỏi luôn. Đặc biệt là vị trí của player số 6 này đang có cả chiêu cuối Van Da Cui nữa. Một khi mà đã dây vào một cái chuỗi combo dồn đam có cả sóng thần thì có thể là sốc chết luôn được một player full giáp. Hiện tại đây thì sóng thần đã được gọi rồi, lốc được player đối phương lên.
đó là player số 4 đang cố gắng để ném thương nước, nhưng vừa rồi là tình huống ném thương nước trượt mất rồi. Vâng, yếu máu, yếu giáp, giáp không còn nữa, trả bóng nước thành công, cố gắng sóc piston nhưng hiện tại thì vẫn đang bị dí. Rất nhiều cây cung được bắn vào và như vậy là đi luôn. Một cái góc mà khá là khó khăn. Còn bên này thì player số 4 sau tình huống mà chết đâu ở tình huống trước đó thì vẫn đang có được cho mình một cây katana tím rồi. Vừa rồi ăn được cho mình một cái cung lửa, nhưng mà cái góc này vẫn tạm thời sẽ là an toàn thôi. Chỉ còn cho mình đó là bốn người chơi. Mình tình huống chủ động lao vào từ vị trí CC những đòn mini stun và sau đó là mình chủ hất tung mây trăng đầy. Một tình huống sử dụng cho mình có một bông nước chưa hợp lý và đối phương thì quyết định sử dụng cho mình cái hàng băng và sau đó một lượng sát thương trả ra cực kỳ đanh đá. Ông số 6 thì cứ núp ở trên cục mái nhà chờ đợi những ông khác giao tranh với nhau và sau đó sẽ là người cuối cùng lao xuống mây trăng đầy. Và một lần phi nữa đến từ Cố Thanh Hàn này, nhưng mà quyết định là không sử dụng nốt lần phi cuối của cái chiêu cuối, mà bây giờ thì đang là sử dụng cây cung bắn được tổ máu đối phương thành công. Bây giờ sẽ lao lên Focus Strike với cây katana vừa rồi là rất đau đấy, như tôi đã nói. Ngọc tấn công vàng mà nó đi với katana tím thì tuyệt vời, nhưng đây đang bị lốc lên rồi, sẽ bị khò vào thôi. Thương nước ném như thế nào đây, thương nước ném là trượt tụt xuống tụt xuống thì cần ăn một cái Focus Strike thẳng mặt ta đi luôn rồi. Hiện tại chúng ta còn 3 player. Vâng, Cố Thanh Hàn không còn đóng băng, không còn chiêu cuối, đang bị dồn đứng ở ngoài bo. Vâng, thi xem ai nhiều máu hơn. Ôi, ông kia. Ở đây thì khả năng là con bài vô trần này sẽ top 1 chăng? Một diễn biến mà trên khu vực hạt đào kia chúng ta thấy rằng có player số 6 đứng từ đâu cho tới bây giờ. Và bên này là những tướng squad lẫn nhau, nhưng đây là một tướng xử lý tốt từ player số 4. Chỉ cần một đòn nữa thôi sẽ có được màn chiếu Cố Thanh Hàn. Và bên này thì player số 6 xuất hiện. Và đó là những tướng múa con hợp lý. Tình huống đưa về sẽ là 1v1. Liệu ai sẽ là người có được top 1 đây? Một con bài Vanakui có đầy đủ cho mình những cái kỹ năng khung, với đó là một cái kho lửa vàng nha. Ở phía bên kia thì Vô Trần cũng đã sử dụng cho mình cái squad trước đấy rồi để cancel đi cái hàm băng của Cố Thanh Hàn. Và đang cố gắng tìm góc, sẽ là combo đá bóng nước xong rồi, sóng thần cuối cùng chăng? Nhưng mà phía bên kia có một pha hất tung mà katana chém rất đau, chém cực kỳ điên. Nhưng mà phía bên này thì Vanakui vẫn chưa sử dụng chiêu thức nào cả, vẫn đang là đánh chay thôi. Và bây giờ mới ném bóng nước, ném bóng nước trượt rồi. Vô Trần cũng có tình huống sử dụng F3 để né đi rất dẻo. Vẫn còn đó cái sóng thần nhưng bị parry đi luôn. Không sử dụng chiêu cuối đến từ Vanakui. Một sự tính toán hơi sai lầm. Kể cả cái pha mà đá bóng nước vừa rồi, nó cũng không...